quý vị, liên quan đến vụ cô gái bị sát hại rồi phân xác bỏ dưới sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sáng 15 tháng 10 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một nghi can được xác định có liên quan. Theo nguồn tin, nghi can tên Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thái Bình. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 10, một người dân trong lúc đánh bắt cá đã phát hiện nhiều phần thi thể người tại sông Hồng. Trong đó, 3 phần nổi trên mặt nước, phần thân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng gần 30 tuổi, cao hơn 1m6. Người này có mái tóc đen dài khoảng 35cm, xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu. Chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.